thanh minh là tiết thứ 5 trong nhị thập tứ khí và đã được người phương Đông coi là một lễ tiết hàng năm. 45 ngày sau khi lập xuân, người Tây Nùng ở Cao Bằng tổ chức Tết Thanh Minh. Không ăn bánh trôi, bánh chay như người Kinh, nhưng người Tày Nùng lại tổ chức lễ tảo mộ hàng năm với một nghi thức đặc trưng riêng. Theo lệ thường, người ta chọn tiết Thanh Minh đi tảo mộ để đón khí trời, phong quang thanh khiết, sửa sang cho ngôi mộ khang trang đầy đặn, với lòng mong muốn được đón hương hồn tổ tiên về cùng con cháu. Đây là một phong tục tốt đẹp giúp con người ta luôn nhớ về tổ tiên nguồn cội. Với người Tày Nùng ở Cao Bằng, dù ai có đi đâu, ở đâu thì đến ngày mùng 3 tháng 3 cũng cố gắng về với gia đình để được đi tảo mộ. Bà Lục Thị Tâm sinh ra và lớn lên tại Trùng Khánh, Cao Bằng. Từ năm 20 tuổi, bà xuống học rồi công tác, lấy chồng, định cư tại Hà Nội. Đến nay đã gần 40 năm. Năm nào, bà cũng cố gắng về quê hương trong những ngày lễ lớn để được về thắp nén nhang, tỏ lòng thành kính với cha mẹ, ông bà tổ tiên và thăm hỏi anh em họ hàng. Tôi là sinh ra và lớn lên ở đây, thì đi công tác xa ở dưới Hà Nội thì nói chung là cũng thỉnh thoảng là cái ngày hôm nay mùng 3 tháng 3 gọi là Tết Thanh Minh của dân tộc Tày thì về để tảo mộ, tức là nhớ đến cội nguồn của mình ấy, tức là các cụ kỵ của mình từ ngày xưa, thì bây giờ có mồ mả tổ tiên ở đây thì mặc dù là cũng không năm nào tôi cũng về được, thế nhưng mà thỉnh thoảng về như tôi rất là nhớ, có nghĩa là ai cũng thế thôi, không riêng gì tôi. Mọi người đi công tác xa nhà nhưng vì đây là Tết của dân tộc mà. Tết Thanh Minh là dịp duy nhất trong năm đồng bào dân tộc nơi đây sửa sang quét dọn phần mộ của gia đình, dòng họ, nên việc sửa soạn lễ cúng cũng thật chu đáo. Cây nêu ngày Tết Thanh Minh có ý nghĩa như để báo hiệu sự quần tụ đông đủ của con cháu với ông bà tổ tiên. Bởi thế nên người ta gọi đây là cây nêu báo hiếu. Lễ tảo mộ diễn ra từ sáng sớm cho đến gần trưa. Họ dâng lễ từng mộ theo thứ bậc từ thấp đến cao, lần lượt từ cha mẹ, ông bà rồi đến các cụ. Và khu mộ tổ sẽ là nơi tụ họp của cả dòng họ. Có điều khác lạ là sau khi làm lễ tại các khu mộ xong thì cả gia đình sẽ tổ chức ăn uống tại khu mộ đầu tiên xuất phát. Họ quan niệm rằng ngày tảo mộ cũng là ngày mời gọi các bậc tổ tiên đã khuất núi về cùng ăn bữa cơm sum họp gia đình cùng với người đang sống. Trong tiết xuân, chỉ mới thoáng nghĩ hay chợt nhớ đến khi bản làng vào hội, chắc hẳn nhiều người đã nao nức cả tấm lòng. Tình ấy mới động lòng trời, xuân ấy mới thực là xuân. Mỗi độ hoa ban rộ nở trắng núi rừng cũng là lúc người Thái ở bản Áng Mộc Châu Sơn La cùng nhau tổ chức lễ hội hết trá. Nói về nguồn gốc của lễ hội, chuyện kể rằng xưa kia người Thái rất nghèo, không có tiền mua thuốc chữa bệnh. Thường đến nhờ thầy Mo dùng mẹo và cầu khấn thần linh nên đã chữa được bệnh cho dân làng. Để tỏ ơn cứu chữa, nhiều người xin được làm con nuôi của ông và ấn định lễ tạ ơn sẽ tổ chức vào mỗi tháng 3 hàng năm khi mọi người chuẩn bị cho vụ mùa mới. Từ đó, lễ hội hết trá ra đời trở thành nét sinh hoạt văn hóa tâm linh sâu sắc, mang ý nghĩa đoàn kết cộng đồng, cũng là dịp cầu an năm mới và thể hiện lòng biết ơn giữa người với người.
Hết Trá xưa kia là hoạt động tâm linh gồm nghi thức cúng lễ và hội được thực hiện ở nhà một thầy mo và thường chỉ với quy mô hộ gia đình. Mỗi thầy mo của bản sẽ thay phiên nhau làm lễ một lần trong năm vào đúng mùa hoa ban, hoa mạ nở rộ. Ngày nay, Hết Trá đã trở thành một lễ hội cộng đồng giúp con cháu ghi nhớ truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo. Ông Hoàng Văn Mín là một trong hai người còn lại của bản Áng vẫn nắm giữ gần như nguyên vẹn những nghi thức trong lễ hội Hết Trá của dân tộc Thái. Sau một thời gian bị gián đoạn, với tình yêu văn hóa dân gian của dân tộc mình, ông Mín đã cùng những bậc cao niên trong bản khôi phục lại lễ hội đầy tính nhân văn và có ý nghĩa gắn kết cộng đồng này cho người Thái. Từ đó, năm này qua năm khác, đồng bào Thái Trắng duy trì tập tục này như một hoạt động tín ngưỡng dân gian, cũng là một nét văn hóa độc đáo mỗi độ xuân về. Hoạt động lễ hội rất quy mô và có ý nghĩa nhất của bản làng trong cả năm, nên thông thường trước ngày diễn ra lễ hội, bà con dân bản đã bắt đầu tập trung cho công tác chuẩn bị. Công việc quan trọng và cũng mất nhiều thời gian là làm một cây vũ trụ hay còn gọi là cây nêu, cây vạn vật trong ngày hội. Ông Mín cũng tỉ mỉ ngồi làm từng con giống để treo trên cây nêu. Với ông, được tham gia lễ hội là đóng góp một phần vào công việc chung của bản làng, là cơ hội để ông thể hiện trách nhiệm của một thầy mo uy tín trong bản Áng. Đầu tiên của nó là lộn xộn lắm. Đằng này thì đi đằng kia thì đi đằng này. Ô, dắt đi dắt lại làm từng bài một mà 6 tháng. 6 tháng thì ông làm cái được cúng ấy, cũng chưa biết. Phải dạy từng tiếng một. Người Thái quan niệm cây nêu tượng trưng cho mường trời, mường đất và mường người. Trong các hoạt động của lễ hội, cây nêu luôn được đặt ở vị trí trung tâm và mọi hoạt động của lễ hội đều diễn ra xung quanh cây nêu này. Được trang trí bằng hàng trăm các tác phẩm thủ công truyền thống, đan bằng chỉ, nan tre và bằng gỗ. Đây là hình tượng thu nhỏ, nhưng đầy đủ và sinh động nhất về hoạt động sinh hoạt của người Thái, như trống, chiêng, thuyền, các loại chim muông hoa lá. Khi những tiếng chiêng, tiếng trống vang lên khắp bản, ấy là khi ngày hội lớn nhất trong năm của người Thái bắt đầu. Phần lễ bao giờ cũng là phần linh thiêng nhất và thể hiện tín ngưỡng dân gian của đồng bào Thái. Các vật phẩm cúng lễ là những đồ quan trọng đối với người Thái. Bên cạnh lễ mặn, một số hình ảnh là biểu tượng của dân tộc như chiếc khăn piêu, những đồng bạc cũng không thể thiếu trong mâm cúng lễ. Khi trở thành hoạt động cộng đồng, lễ hội không chỉ để những người con nuôi tới cảm ơn thầy mo, mà đã trở thành hoạt động lễ tạ ơn trời đất, tổ tiên, thần linh, cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Trong lễ hội, nghi lễ rước hoa ban, hoa mạ là một phần nghi lễ quan trọng báo với tổ tiên và thần linh rằng đã đến đúng thời điểm để tổ chức lễ hội. Sau những nghi lễ của thầy mo, làn điệu khắp Trá bắt đầu vang lên. Khắp Trá có làn điệu riêng, lúc vui nhộn, lúc thì du dương sâu lắng,
còn được đệm thêm bằng nhạc sáo mo trầm bồng, càng làm cho làn điệu này thêm hấp dẫn, linh thiêng. Phần hội diễn ra những trò diễn dân gian vui nhộn, dạy con cháu khai hoang ruộng đất, tập cho trâu cày, khơi dậy nền văn minh lúa nước của đồng bào dân tộc. Bên cạnh đó là những làn điệu xòe uyển chuyển nhịp nhàng, duyên dáng quanh cây nêu, hòa cùng tiếng trống chiêng rộn rã và âm thanh trầm bổng của đội nhạc như đang mời gọi. Điệu xòe trong lễ hội Hết Trá được gọi là xòe trá, gồm 6 giai đoạn, mỗi giai đoạn gắn với một sự việc được minh họa bằng kịch câm. Các cụ ngày xưa soạn thành thơ như ca ngợi tình yêu trai gái, vợ chồng. Trong phần có tên Rủ nhau đi hái măng rừng, được viết là: thanh niên trai gái làng ơi, lúc lâm mệt nhọc nghỉ ngơi chút nào, phát xong nương giấy ta mừng, cùng nhau đi hái măng rừng để ăn. Em cầm dao thuồng giúp anh đào măng được, anh dành cho em. Anh ơi cố đào cho nhanh, được măng đầy bế, em anh cùng về. Hay trong phần bảo vệ hoa màu làng xóm, minh họa bằng những câu thơ: ngày đêm canh gác bản làng, bảo vệ nương ruộng xóm làng yên vui, không cho thú phá giặc xâm, người đeo dao kiếm, người cầm cung tên. Người Thái quan niệm không xòe lúa không tốt, không xòe thóc cạn bồ. Múa xòe là biểu tượng tình yêu của dân tộc Thái, từ tình yêu cuộc sống lao động đến tình yêu đôi lứa. Bởi vậy, trong bất cứ lễ hội nào của người Thái, múa xòe là hoạt động không thể thiếu. Các trò diễn và điệu xòe đều thể hiện cuộc sống lao động và đấu tranh sinh tồn giữa con người với cuộc sống thiên nhiên, phản ánh sức sống mãnh liệt của dân tộc, thể hiện giấc mơ của người dân về một cuộc sống thanh bình, ước muốn ấm no hạnh phúc. Bởi những giá trị về cả lịch sử khoa học và văn hóa nghệ thuật nên lễ hội Hết Trá đã được vinh danh là một trong những di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây không chỉ là vinh dự của người dân bản áng, mà còn là cơ hội để lễ hội Hết Trá được quảng bá tới cộng đồng nhiều hơn. Tất cả các lễ Tết vừa mang tính hiện thực, vừa mang tính huyền thoại kể trên đều hết sức thiêng liêng, biểu hiện lòng tôn kính của người dân với tổ tiên, thánh thần, phản ánh nguyện vọng, ước mơ chính đáng của con người trước cuộc sống thiên nhiên. Đến các bản làng vào mùa xuân mới có thể cảm nhận một cách đầy đủ không gian đất trời khi thay màu áo mới. Mới cảm nhận được ý nghĩa sâu thẳm của sự sinh sôi, của sức sống mãnh liệt đến vô cùng.